Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2024, trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 cũng như công tác giải phóng mặt bằng phía bờ Tiền Giang hôm nay như thế nào rồi. Hiện tại thì mình thấy là căn nhà phía bờ sông của bờ Tiền Giang đã tiến hành tháo gỡ mái tôn phía bên trên rồi và đang tiếp tục tháo gỡ những ngôi nhà tiếp theo để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để đảm bảo hoàn thành dự án cầu Rạch Miễu 2 đúng theo tiến độ đề ra của Bộ Giao thông Vận tải. Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ cũng vào công trường của cầu Rạch Miễu 2 để mà kiểm tra tiến độ xem như thế nào, cũng như đôn đốc tinh thần của các nhà thầu để mà hoàn thành dự án cầu Rạch Miễu 2 vào dịp lễ 2 tháng 9 năm 2025. Vậy thì trong buổi sáng hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2024, toàn cảnh đường dẫn phía bên bờ Tiền Giang công tác giải phóng mặt bằng ra sao và hai trụ chính dây văng cầu Rạch Miễu 2 hôm nay có gì thay đổi và tiến độ như thế nào rồi, thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha.